Ở thời điểm hiện tại thì máy khoan rút lõi của hãng Bosun đang được rất nhiều anh em thợ quan tâm và anh em mong muốn tôi làm ra một video để so sánh máy khoan rút lõi của Bosun và máy khoan rút lõi của Dongcheng. Do vậy, theo đúng như nhu cầu của anh em, bây giờ tôi sẽ so sánh máy khoan rút lõi của Dongcheng có mã DZZ200S và máy khoan rút lõi của hãng Bosun có mã Z1Z-200T. Anh em hãy theo dõi hết video để có thể lựa chọn ra một loại máy phù hợp nhất cho công việc của mình nhé. Dangma.com bao ship mọi đơn hàng trên 200k. Nói về thương hiệu Dongcheng thì chắc chắn có rất nhiều anh em đã biết rồi. Dongcheng là một hãng máy rất là nổi tiếng của Trung Quốc và đang được phân phối độc quyền bởi công ty Hoa Nam tại Việt Nam. Còn Bosun là một thương hiệu có thể là khá mới mẻ đối với anh em. Từ vài năm trước thì Bosun đã về những cái dòng lưỡi cắt để anh em chuyên cắt tường, cắt bê tông sử dụng. Và tới đợt gần đây thì có rất nhiều nhà nhập khẩu nhỏ lẻ đã nhập các dòng máy của Bosun về để có thể bán ra cho anh em. Và Bosun chưa có một công ty phân phối chính hãng tại Việt Nam. Gần như toàn bộ sản phẩm của thương hiệu Bosun về Việt Nam đều do những nhà nhập khẩu nhỏ lẻ nhập về. Do vậy mà cái sự bảo hành của Bosun và đồ thay thế của Bosun đang bị phụ thuộc vào người bán, phụ thuộc vào những cái công ty nhỏ. Còn của Dongcheng thì sẽ có sự bảo hành chính hãng và đồ thay thế thì có rất nhiều anh em đã dùng rồi và anh em có thể thấy được là đồ thay thế của Dongcheng luôn luôn có sẵn. Nhưng có một điều rất thú vị mà tôi muốn anh em biết, đó chính là dòng máy của Bosun này cũng được sản xuất tại nhà máy của Dongcheng luôn anh em nhé. Theo như thông tin nhập khẩu của các máy rút lõi Bosun nhập về Việt Nam thì anh em có thể thấy được là nhà sản xuất sẽ là công ty Jiangsu Dongcheng MNE Tool. Như vậy là anh em có thể thấy được là nhà máy của Dongcheng nó rất là lớn và đối với anh em điện nước là anh em sẽ thấy rất quen thuộc, đó chính là Dongcheng sản xuất ra Bosun và Dongcheng cũng sản xuất ra Cao Wang, các cái dòng máy chuyên cắt tường cho anh em. Bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề chính để so sánh máy DZZ200S của Dongcheng. Cân nặng của nó là 22 kg, còn Bosun Z1Z-200T cân nặng của nó chỉ có là 20 kg thôi anh em nhé. Tức là Bosun thì anh em sẽ mang vác đi nhẹ hơn rất là nhiều. Dongcheng và Bosun thì đều có thể khoan được mũi rút lõi tối đa là 200mm. Và theo như thông số của nhà sản xuất thì công suất của Dongcheng là 3300W, còn công suất của Bosun là 3200W. Tức là của Dongcheng thì nó sẽ khỏe hơn một chút, khỏe hơn 100W. Nhưng cái tốc độ vòng quay của hãng Dongcheng thì nó chỉ có 500 vòng trên phút thôi. Còn tốc độ vòng quay của hãng Bosun ý, nó là 800 vòng trên phút cơ. Tức là nó sẽ nhanh hơn và có rất nhiều anh em thợ chuyên nghiệp sử dụng máy Bosun và phản hồi với tôi là Bosun dùng khoan nhanh hơn rất là nhiều. Và chút nữa tôi sẽ nói cho anh em biết ưu điểm và nhược điểm của tốc độ nhanh là gì. Về dây nguồn của hãng Bosun thì nó có chiều dài là 2,6m, còn dây nguồn của hãng Dongcheng nó có chiều dài là 3,6m. Nhưng anh em có thể thấy là Bosun do nó là bản của nội địa Trung Quốc, nó sẽ có 3 chân cắm dẹt như thế này. Còn của Dongcheng nó là bản của Việt Nam, cho nên là nó sẽ có 2 chân cắm phi 5 như thế này, cho nên là anh em cắm sẽ rất là tiện và nó sẽ không bị lỏng. Thêm nữa là phần dây dẫn của hãng Dongcheng thì anh em có thể thấy được là nó to hơn của Bosun, mặc dù cái lõi bên trong của nó đều là 3 × 1,5, nhưng của Dongcheng thì cái vỏ của nó sẽ to hơn. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là Dongcheng thì nó sẽ có một cái phần chống giật cho anh em ở đây. Cái thiết bị chống giật này thì nó thực sự quan trọng, bởi vì nếu như mà anh em sử dụng máy khoan rút lõi anh em dùng với nước thì sẽ có thể xảy ra trường hợp là nó bị rò rỉ điện ra ngoài, thì cái thiết bị chống giật này nó sẽ bảo vệ cho anh em tốt hơn rất là nhiều. Thêm nữa là cái dây dẫn của nó dài hơn thì anh em sẽ cắm, sẽ anh em sử dụng nó sẽ tiện lợi hơn. Về chân đế của hai loại máy khoan này tôi thấy không có sự khác biệt nhiều về độ dày, còn về phần chiều rộng thì Dongcheng có phần nhỉnh hơn một chút. Bốn con ốc này thì cũng không khác gì nhau về độ to, về đường kính. Đông của Bosun thì chúng tôi đã tháo bốn con ốc này ra rồi, còn Dongcheng thì chúng tôi vẫn để lại. Nhưng cái phần khác biệt nhất mà anh em nhìn có thể nhận ra được luôn đó chính là ở cái phần bánh răng di chuyển của hai cái máy này. Của Dongcheng thì phần bánh răng di chuyển nó sẽ dày hơn, bên này là của Bosun. Dongcheng thì nó dày hơn, nó tầm khoảng 1,5 cm, còn Bosun thì nó dày tầm khoảng 1 cm thôi. Và cái chiều dài của cái bánh răng này của Dongcheng thì nó gần sát tới chỗ thân, còn Bosun thì nó chỉ ngang với tầm này thôi, nó bị cắt đi tầm khoảng 5 cm. Như vậy có nghĩa là của Bosun thì tiết kiệm vật liệu hơn một chút so với của Dongcheng. Nhưng có một điểm mà tôi rất thích ở phần bánh răng di chuyển của Bosun, đó chính là các phần bánh răng này được hàn đính luôn vào ở cái phần trục của cái máy. Còn của Dongcheng ấy thì nó là phần bắt ốc. Mặc dù là phần bắt ốc này thì anh em có thể thay thế được cái phần bánh răng di chuyển này. Bosun thì anh em thay thế khó khăn hơn, anh em phải cắt đi. Nhưng Bosun thì nó lại mang lại cái sự ổn định vì nó hàn chắc vào rồi. Còn của Dongcheng thì theo sự phản hồi của một số anh em ấy, sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ
lung hết những cái con ốc này ra và anh em lại phải vặn lại. Anh em có thể phải dùng đến keo chống đề để anh em vặn nó vào. Tất nhiên thì không phải trường hợp nào nó cũng bị tung, anh em dùng vẫn rất là ok thôi. Nhưng sẽ có trường hợp nó sẽ bị tung con ốc này ra. Con ốc ở phía bên trong này. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 3 con ốc phía bên trên nữa cũng sẽ có, vẫn còn một con ốc nữa. Còn về phần bên trên động cơ của thân máy thì Đông Trang cái phần khóa, cái phần tay nắm khóa của Đông Trang nó là tay nắm trơn và nó nhỏ hơn so với của Bosun. Bosun thì anh em khóa lại nó rất là dễ, còn Đông Trang thì theo cảm giác dùng của tôi thì khóa lại nó sẽ khó khăn hơn. Nhưng cái này tôi nghĩ là nó không phải là một cái điều quan trọng lớn. Sự khác biệt lớn nhất của hai cái thân máy này anh em có thể thấy là đó chính là cái phần công tắc. Công tắc của Bosun là một cái át. Át này là át của hãng Delici nhá, chứ không phải là có thương hiệu của Bosun đâu. Bởi vì Bosun thì nó chỉ chuyên về những cái dòng chuyên cắt và khoan bê tông thôi. Nhưng thực tế thì Bosun thì tôi cũng không rõ là người ta có nhà máy sản xuất hay không. Nhưng cái thân máy của Bosun thì nó là sản xuất ở nhà máy của Đông Trang. Một cái điều lợi thế của việc sử dụng cái át này đó chính là nó bảo vệ quá tải rất là tốt. Khi mà cái máy nó xảy ra cái sự quá tải thì át này nó sẽ nhảy lên và anh em có thể bật lên để tiếp tục khởi động. Vừa là công tắc, vừa là át chống quá tải. Còn của Đông Trang thì sao? Đông Trang thì cái công tắc của nó là một cái công tắc từ. Anh em ấn vào đây, công tắc từ được bảo vệ bằng một lớp nhựa mềm trong suốt ở bên ngoài để chống nước vào, để giảm thiểu khả năng nước nó vào trong cái phần điện của máy. Còn của Bosun thì nó sẽ không có cái phần đó. Có nghĩa là cái phần công tắc của Đông Trang nó sẽ hiện đại hơn một chút so với của Bosun. Mặc dù anh em sẽ không nhìn thấy cái phần chống quá tải của Đông Trang ở đâu, nhưng trong quá trình sử dụng thì chúng tôi nhận ra một điều, đó là khi mà Đông Trang sử dụng, khi mà Đông Trang nó quá tải và máy nó bị nóng ấy, thì máy nó sẽ tự động dừng lại, đặc biệt là cái máy DZZ250 hoặc DZZ02-250. Cái sự quá tải đó, vì cái máy nó quá lớn, cái sự quá tải đó nó vẫn thỉnh thoảng nó xảy ra khi anh em sử dụng những cái mũi quá lớn và anh em gặp vào sắt, thì khi máy nóng nó sẽ dừng lại và anh em phải đợi một lúc anh em cắm điện lại trở lại thì máy nó mới bắt đầu hoạt động. Còn về động cơ của cả hai máy, Đông Trang có công suất là 3.300W và tốc độ vòng quay là 500 vòng trên phút. Của Bosun là 3.200W, tốc độ vòng quay 800 vòng trên phút, có nghĩa là Bosun yếu hơn nhưng tốc độ vòng quay nhanh hơn. Đông Trang khỏe hơn một chút và tốc độ vòng quay lại chậm hơn khá là nhiều so với của Bosun. Như vậy có nghĩa là cái tốc độ vòng quay của Đông Trang thấp nhưng cái moment xoắn của mũi khoan nó sẽ rất là lớn. Còn của Bosun, cái công suất của nó chỉ thấp hơn một chút so với của Đông Trang, nhưng cái tốc độ vòng quay của nó thì lại lớn hơn rất là nhiều, lên tới tận 800 vòng trên phút, cao hơn Đông Trang là 300 vòng trên phút. Thì việc này có nghĩa là mặc dù là nó khoan nhanh hơn, tốc độ vòng quay khoan nhanh hơn rất là nhiều, nhưng cái moment xoắn của mũi khoan nó sẽ thấp hơn. Giả sử như cùng một cái môi trường, nếu như anh em mà sử dụng mũi Đông Trang mà khoan sâu hoặc là khoan nhiều đá thì chắc chắn Đông Trang nó sẽ có phần nhỉnh hơn, nó sẽ khoan ổn định hơn, nhanh hơn. Còn của Bosun, anh em khoan ở chỗ cùng một cái môi trường giống của Đông Trang là nhiều sắt và nó khoan sâu thì nó sẽ chậm hơn. Tuy nhiên thì nếu như anh em sử dụng Bosun để khoan những cái sàn mà nó nông thôi, tầm khoảng 10-15cm và cái mức độ sắt thông thường, thì anh em sử dụng Bosun nó sẽ nhanh hơn. Có một số anh em phản hồi là Bosun chạy êm hơn rất nhiều. Do vậy bây giờ tôi sẽ chạy trước và tôi sẽ đánh giá cho anh em xem. Trước tiên là tôi sẽ test máy của Đông Trang anh em nhé, để ngay phần động cơ. Tiếp theo là đến Bosun. 110 dB anh em nhé. Thế có nghĩa là động cơ của Bosun không hề êm hơn động cơ của Đông Trang, mà nó có phần nhỉnh hơn một chút. Đông Trang thì 108 dB thôi, còn Bosun nó lên tận 110 dB. Thực tế như thế nào thì tôi mang cả hai cái máy này đến công trình và dùng thực tế luôn, so sánh luôn để cho anh em thấy là nó như thế nào nhá. Xin chào anh em nhá. Anh em chúng tôi đang mang hai con máy rút nõi đi để test thử máy cho khách hàng, để mời khách hàng trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi. Và bây giờ đang đến khu vực trường quốc tế CIS, trường quốc tế Canada, từ mầm non cho đến cấp 3.
Bây giờ chúng tôi đang ở công trường và đi cùng với một anh em bên thương hiệu King Blue mang một số máy để đi test luôn cho anh em xem là cái bên King Blue thì máy móc nó như thế nào. Chào các anh em nhé. Ok, bây giờ là cứ mang hai con máy rút lõi xuống trước đi đã, bê vào. Ở cái công trình này thì nó hơi xa và nó rất là cao nên là bê hai con rút lõi này rất là vất vả. Còn từng này máy của King Blue nữa thì cần test con nào nữa bỏ một loạt ra test luôn. Phải nói là cái công trình này chúng tôi được đi quay phim nó hơi gấp gáp cho nên là không có sự chuẩn bị và đến đây rồi thì mới biết được là cái địa hình nó khó khăn tới mức như thế nào. Đẹp nhưng mà hơi khó. Lẽ ra là biết trước một chút thì mang cái dây đai bảo hiểm đi thì tuyệt vời quá. Nhưng giờ thì chả có gì luôn. Hơi căng. Ở những cái công trường lớn như thế này thì dây dẫn của anh em thường là kéo rất là dài và sẽ có rất nhiều đồi thợ xung quanh đây. Anh em thấy đây. Cho nên là việc mà anh em sử dụng những cái máy mà có công suất tận 3.200 hoặc 3.300W giống như các cái máy khoan rút lõi này nó sẽ rất là khó khăn. Bởi vì là nó tải rất là lớn và điện của nó yếu. Cho nên là tôi nghĩ là ở cái video so sánh hai cái máy khoan rút lõi Đông Trang và Bosu này nó sẽ rất là hấp dẫn. Bởi vì là nó còn test ở trong cái điều kiện là điện yếu nữa. Bởi vì là nếu chúng tôi test ở nhà ấy, thì điện khỏe không sao. Nhưng mà đây là công trình thực tế, điện yếu hơn rất là nhiều. Và để xem hai cái máy này nó hoạt động như thế nào. Đây là con nở sắt tái sử dụng anh em nhé. Nó chuyên dùng để bắt vào các cái máy khoan rút lõi để cố định nó lại. Anh em có thể khoan được rất là để cho nó ổn định. Và cái mũi khoan rút lõi này theo như thông số của nhà sản xuất thì nó sẽ khoan được tầm khoảng 100 lỗ một lần. Bây giờ chúng tôi sẽ test luôn cho anh em xem. Kết cấu của nó rất đơn giản thôi. Gen của nó là gen xoáy, gen thô cho nên là anh em xoắn ra nó rất là nhanh. Để lắp được cái nở sắt tái sử dụng này thì anh em phải sử dụng một cái mũi khoan tầm khoảng 16 hoặc là 18mm. Chuẩn nhất thì là 17 nhưng mà 17 cỡ đó thì không có. 16 thì lại hơi chặt một chút thì anh em phải ngoáy nó ra. Còn 18 thì lại hơi rộng một chút. Nhưng ở công trình này thì anh em đang sử dụng cái mũi khoan 16 anh em nhé. Bây giờ chúng tôi sẽ khoan thử luôn và lắp luôn vào cái máy khoan rút lõi cho anh em xem. Một cái máy khoan rút lõi thì anh em chỉ cần dùng đúng một con nở sắt tái sử dụng thôi là anh em có thể bắt chặt được nó rồi. Hiện tại là chúng tôi đã lắp xong cái máy của Bosun vào lưỡi mũi mà chúng tôi sử dụng là mũi của Đông Trang, có đường kính là 112mm và cách test của chúng tôi đó chính là sẽ khoan thử mỗi cái máy này, dùng khoan thử 3 mũi để xem tốc độ khoan của nó như thế nào. Sau đó chúng tôi sẽ hỏi cảm nhận của thợ trực tiếp sử dụng hai cái máy khoan này. Đầu tiên là chúng tôi sẽ khoan thử với máy của Bosun. Năm phút 19 giây lỗ đầu tiên. Đây là con nở tái sử dụng anh em nhé. Đây là con nở tái sử dụng đây. Tái sử dụng này. Khi mà khoan xong ấy thì anh em chỉ cần lấy cái búa đập nó vào thôi. Đâu? Đấy, cà lê đập từ trên xuống. Đấy. Anh em chỉ cần gõ nó vào thôi thì nó tụt xuống như thế. Sau đó là cậy nó lên là được. Rất đơn giản. Theo như thông số nhà sản xuất thì một con nở sắt tái sử dụng này nó sử dụng khoảng được 100 lần.
Còn thực tế thì bọn tôi còn chưa được test bao giờ luôn. Đấy. Chỉ nghe nói về huyền thoại 100 lần như thế thôi. Chưa phải đổi bao giờ. Chưa phải đổi bao giờ à? Khoảng bao nhiêu mũi rồi? Em cho anh mượn con ở cũ của em cái được không Nam? Cũ em rất nhiều. Đây con. Đầu tiên là do anh em không biết lấy, nên đục xung quanh để lấy lên. À đục xung quanh. Đó, nhưng mà không phải. Mình chỉ cần đóng. Đây đúng rồi. Là cái này nó sẽ giảm tiếp xúc với mặt bê tông đi. Mình sẽ rút ra rất dễ dàng. Em mua bao nhiêu con của bên anh rồi? Chắc khoảng tầm 5 con gì đấy. 5 con, nhưng mà trong 5 con này thì mấy tháng rồi chưa phải thay đúng không? 5 con này chắc là khả năng cao là em phải khoan được khoảng hơn 1.000 mũi rồi. 5 con hơn 1.000 mũi. Hơn 1.000 mũi mà những cái mũi này là mũi hỏng đấy nhá. Hoặc cái này khoan được khoảng độ tầm 2-30 lỗ là bọn nó đục hỏng hết. Đục. Tháo một cách đục. Chưa dùng hết 5 con. Ok, bây giờ test mũi thứ hai thôi. Mũi thứ hai 4 phút 24 giây. Mũi khoan thứ 3 là mất 5 phút một lỗ nhá. Đông trang mũi đầu tiên 5 phút 44 giây. Đông treo mũi 2 mất 7 phút 45 giây. Con này thì đây này. Nhìn sắt này. Nguyên một cục này là toàn sắt này. Thấy không? Dã man không? Sắt, phôi sắt. Toàn sắt luôn. Của Đông Trang là mất 4 phút 17 giây. Đây là phôi bê tông mà những cái máy khoan rút lõi Đông Trang và Bosun rút lõi ra nha anh em nhé. Cái phôi này có chiều cao khoảng 12 cm, nhưng tất nhiên là có những đoạn nó sẽ ngắn hơn là tầm khoảng 10 cm hoặc 11 cm thôi. Và nó sẽ có sắt bên trong. Sắt này là sắt phi 10 nhá. 1 này,
Đấy, bên này đối diện của nó cũng sẽ có. Và đây, cái này là thanh sắt ngang thì sẽ có những cái đoạn, ví dụ như của Đông Trang ấy, chắc là nó ăn vào các cái sắt nó cắt ngang như này, cho nên là nó sẽ hơi lâu một chút. Nhưng mà về cơ bản thì tôi nhận thấy là hai cái dòng máy này nó có tốc độ khoan ngang nhau. Về cơ bản chúng tôi đã test xong cả hai cái máy khoan rút lõi, và cũng rất cảm ơn anh em kỹ thuật đã hỗ trợ rất là nhiệt tình. Em thử cho anh xin một chút đoạn giới thiệu về bên công ty mình được không? Bên mình là dịch vụ Nam Thịnh Vượng, chuyên khoan cắt bê tông, khoan cắt rãnh tường điện nước, điều hòa và khoan rút lõi tại tỉnh Lào Cai, và có thi công toàn khu vực miền Bắc. Ok, rất cảm ơn em. Bên công ty Nam Thịnh Vượng này đã là một đang là khách hàng rất là lớn của Đăng Nga chúng tôi, và cũng đã hỗ trợ bên tôi rất là nhiều các cái công trình để mà chúng tôi có thể test được máy, và cảm ơn công ty Nam Thịnh Vượng rất là nhiều. Em cho anh hỏi một chút là em có cảm nhận gì về hai cái máy này sử dụng? Về hai cái máy mà mình trải nghiệm hôm nay thì khá là nó ngang nhau. Mình cảm nhận được nó ngang nhau, nhưng mà mình cũng sử dụng Đông Trang nhiều rồi, và mình hơi thiên về Đông Trang một chút. Ở Đông Trang thì nó có một cái độ chắc và một cái độ đầm, một cái gì đó mà khi mà mình khoan mình mới cảm nhận được. Còn về hai máy thì về trải nghiệm thì hôm nay nó ngang nhau. Có vẻ như thằng Bosun thì nó nhanh hơn một chút đúng không? Bosun thì cảm giác nó nhanh nhẹn hơn một chút, nhưng mà cái thời gian nhanh thì nó cũng không nhanh hơn bao nhiêu cả. Nhưng mà về cảm nhận là Đông Trang nó vẫn có một cái gì đấy nó đầm chắc. Và cảm giác nó uy lực hơn. Đúng rồi, Đông Trang nó là 3200W, còn Bosun thì 3300W. Đó là cảm nhận của một người thợ trực tiếp sử dụng cả hai dòng máy này. Còn theo như đánh giá thực tế của tôi thì để đánh giá về đầu tiên, tôi sẽ đánh giá về vấn đề sử dụng cả hai cái máy này trong môi trường điện yếu. Vì như tôi cũng có nói ở cái công trình đó là có rất nhiều máy đang hoạt động và cái dây dẫn kéo rất là xa. Thì ở cái môi trường đó điện nó bị yếu. Và môi trường điện yếu đó thì tôi cảm nhận là máy của Bosun hoạt động nó vẫn ổn định hơn một chút. Còn máy của Đông Trang thì có những lúc nó bị y hẳn đi, mình cảm giác nhận được luôn ra là cái máy này nó bị yếu. Ở bên ngoài mắt thường mình vẫn có thể thấy được, chứ không phải là nhất thiết là phải người thợ cầm tay vào người ta dí. Thì đây cũng là do cái nguyên nhân là máy của Đông Trang công suất của nó khỏe hơn một chút. Và cái tốc độ vòng quay của nó thấp, cho nên là anh em có thể thấy được luôn là máy nó y như thế nào. Còn của Bosun tốc độ vòng quay của nó vẫn cao hơn và cái công suất của nó nhỏ hơn một chút thôi. Anh em vẫn nhận ra, cái vấn đề máy y nó sẽ khó hơn một chút. Và đa phần là do cái người thợ người ta nói là cái này bị điện yếu rồi, thì lúc đó thì tôi mới nhận ra được. Còn để đánh giá về tốc độ khoan, đầu tiên chúng tôi dùng Bosun thì cảm giác cái mũi khoan đó khoan vào bê tông nó không được ngọt, nghe nó không sướng lắm. Cái lực siết của nó vẫn không được lớn, nhưng cái tốc độ khoan của nó lại rất là nhanh. Như anh em thấy là cái tốc độ khoan của Bosun nó nhanh hơn một chút so với tốc độ khoan của Đông Trang. Còn khi sang sử dụng máy Đông Trang thì chúng tôi thấy là cái mũi khoan của nó cắt ngọt hơn rất là nhiều, đặc biệt là khi mà nó khoan vào cái chỗ nhiều sắt thì Đông Trang có phần là tôi đánh giá cao hơn. Tuy nhiên thì đấy cũng chỉ là cái đánh giá về phần chủ quan của tôi thôi. Còn vấn đề dùng máy nào sướng hơn, máy nào bền hơn thì sẽ phải do anh em đánh giá. Và cũng rất mong có những anh em nào đang xem video này, anh em đã dùng qua Đông Trang hoặc dùng qua Bosun rồi, thì mong anh em cho ý kiến để những anh em khác và chúng tôi tham khảo. Và rất mong anh em cho ý kiến của mình ở phần bình luận ở bên dưới của video. Nếu như anh em muốn tham khảo giá của hai sản phẩm này thì anh em có thể truy cập trong web danga.com hoặc click vào đường link phía bên dưới ở mô tả của video. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.